Em chào toàn thể anh em đang theo dõi và xem clip của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ anh em nhé. Hôm nay em có quay cái chiến binh đang thay lông này cho anh em cùng ngắm. Và hôm nay em có lên được 4 chú bổ cho anh em tham khảo. Anh em cố gắng theo dõi hết clip để biết được thông tin của chim anh em nhé. Đó, trước màn hình anh em đang xem đây, anh em nhận ra chiến binh nào không anh em? Thì đây chính là cái chiến binh ho anh em nhé. Anh em nhìn lông lá bóng đen mượt, nhìn con chim nhìn rất là đẹp đúng không anh em? Đầu to người dài nhìn đúng là quá phê anh em ạ. Con này thì em chăm chắc tầm nửa tháng nữa chắc là xong lông anh em. Còn giờ em sẽ chuyển qua 4 cái con bổi cho anh em cùng xem tham khảo anh em nhé. 4 con bổi này thì là có một con chim bấy đấu và 3 con chim bấy lưới anh em nhé. Thì cái con chim bấy đấu là cái con lồng bên phải màn hình anh em đang xem, con lồng số 88 anh em. Con này thì là một con chim bổi bấy đấu, chim già rừng anh em nhé. Bộ cũng to dài, chim gốc Kim Bôi Hòa Bình. Chim thì là chim mới cám thôi anh em ạ, chim không có tật lối và em cũng báo giá luôn cho anh em tham khảo. Đó là em chia sẻ con lồng số 88 là 800 anh em nhé. Còn cái con bên trái số 01 đấy anh em là một con chim bấy lưới anh em nhé. Chim bấy lưới. Và con đấy là một con chim bộ trung to, chim cũng không có tật lối. Và con số 01 lúc này em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt là 600 anh em nhé. Còn giờ em chuyển qua cái hai cái con là con lồng số 4 với lồng số 41 anh em ạ. Hai con này thì cũng là hai con chim bấy lưới. Hai con chim này thì có cái con lồng số 4 anh em. Con lồng số 4 thì là một con chim bộ trung to. Còn con bên trái màn hình thì là cái con đấy là bộ trung anh em nhé. Đuôi thì trước nó bị cụt đuôi anh em ạ. Giờ đang ra, con đấy yếm rất đậm anh em. Bóng bộ tướng tá thì kiểu chim nó còn sự anh em, nó chưa lên được bộ anh em ạ. Như hai cái con này thì em cũng chia sẻ đồng giá cho anh em nào mà ưng mà bắt hai con là mỗi con là 400 anh em nhé. Đồng giá là 400. Anh em nào mà bắt cả cặp thì là 800 anh em. Đó thì là chim em cùng lên thông tin rất là cụ thể. Bấy đấu em nói bấy đấu, bấy lưới em nói bấy lưới cho anh em dễ tham khảo. Như hôm nay em lên được 3 con chim bấy lưới đấy thì lại em bao trống cho anh em, bao trống bao tật lối cho anh em. Anh em nào mà thấy ưng, thấy giá cả hợp lý thì anh em liên hệ cho em anh em nhé. Em cảm ơn toàn thể anh em.